Rạng sáng ngày 19 tháng 12 giờ Việt Nam, nghi thức phát tang làm lễ viếng của cố nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ đã được diễn ra. Đông đảo bạn bè, người thân đã cùng nhau đến chào anh lần cuối. Tham dự lễ viếng có sự xuất hiện của Hoàng Anh cùng người tình tin đồn. Giữa lùm xùm dư luận, cả hai vẫn có hành động ôm eo chụp ảnh. Điều này ngay lập tức khiến khán giả bức xúc. Thời gian gần đây, thông tin nam diễn viên cùng vợ đã chính thức ly dị khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, trên trang cá nhân Quỳnh Như, cô bất ngờ đăng tải bài viết tố cáo Hoàng Anh bội bạc, lợi dụng ẩn ý chồng cũ của người thứ ba. Về phía Hoàng Anh, nam diễn viên khẳng định tất cả là do không chịu được sự kiểm soát từ bà xã. Vợ cũ Hoàng Anh Như Quỳnh đi cùng người bạn thân của mình là ca sĩ Nguyên Khoa để tới nhìn mặt nghệ sĩ Chí Tài lần cuối. Cô viết những dòng thư đầy xúc động: "Anh Chí Tài đi bình an, đại gia đình Facebook Như Quỳnh Lê Hứa Duyên." Trong khi đó, Hoàng Anh lại công khai đi cận kề bên người tình tin đồn, cùng bạn bè tới thăm viếng nghệ sĩ Chí Tài. Loạt ảnh được người tình tin đồn của Hoàng Anh chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Hiện Hoàng Anh và bạn gái tin đồn cho biết đã đâm đơn kiện Như Quỳnh vì tội bôi nhọ danh dự. Vợ cũ nam diễn viên được bạn thân nhờ luật sư can thiệp để bảo vệ cho hai mẹ con cô. Những diễn biến tiếp theo trong lùm xùm đấu tố hậu ly hôn của Hoàng Anh và vợ cũ đang được công chúng đặc biệt quan tâm.